Ủy ban Nhân dân Đồng Nai cách chức nữ chủ tịch vì bê bối tham nhũng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có quyết định cách chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, ghi nhận thông tin báo Người Lao Động. Ngày 23 tháng 6, tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết căn cứ vào kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai và quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định cách chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Trước đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Hồi tháng 3 vừa qua, bà Hương bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Tiếp đó, nhóm công nghệ cao đã xâm nhập vào tài khoản chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng trong tài khoản. Vào cuộc kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm, kê khai tài sản không trung thực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng, chống tham nhũng và quy định của Bộ Chính trị. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã kiến nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền. Sau đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai kết luận bà Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Ngoài ra, bà Giang Hương làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Vì vậy, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bà Hương bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong các ngày 12 và 14 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42 do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách về phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong đó có các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn An Đông trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, các nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Bùi Quang Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Cơ quan Tổng cục Hải quan, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Kế hoạch Tài chính, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vụ Tài chính, Hành chính Sự nghiệp, Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017 đến năm 2020, 2020 đến 2022. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật cảnh cáo các ông Huỳnh Quang Hải, Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hành chính Sự nghiệp, Nguyễn Dương Thái, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Phạm Văn Việt,
nguyên bí thư chi bộ, cục trưởng cục tài vụ quản trị tổng cục hải quan bộ tài chính. Ủy ban kiểm tra trung ương khiển trách chi bộ vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017 đến 2020, 2020 đến 2022 và các ông bà Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, Võ Thành Hưng, Phan Thị Thu Hiền, bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Lê Ngọc Khoa, nguyên bí thư đảng ủy, cục trưởng cục kế hoạch tài chính, bộ tài chính. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng bộ tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Đinh Tiến Dũng. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng bộ tài chính lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, phối hợp xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Theo dự thảo, nguồn kinh phí gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật nếu có. Thông tin từ Báo điện Chính phủ cho biết, ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng Trung ương Đảng, phân bổ qua các ban nội chính trung ương. Ban nội chính trung ương có trách nhiệm trực tiếp, chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương. Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, phân bổ qua Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện, tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Dự thảo nêu rõ nội dung chi gồm chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh nếu có, chi thù lao đối với các trường hợp được biệt phái từ nơi khác đến Ban nội chính trung ương hoặc Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác của Ban chỉ đạo trung ương hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền nếu có, chi thanh toán dịch vụ công cộng, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn, chi hội nghị, tiếp khách, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát do Ban chỉ đạo trung ương hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh thành lập. Các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban chỉ đạo trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất. Mức chi cho các nội dung quy định trên thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Thông tư này quy định cụ thể một số mức chi như sau. Chi phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Chi thanh toán dịch vụ công, chi vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc, chi mua sách báo, tài liệu phục vụ cho công tác chuyên môn theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự đoán đã được giao. Chi hội nghị, tiếp khách, chi tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, chi công tác phí cho các đoàn kiểm tra, giám sát cho Ban chỉ đạo trung ương hoặc Ban chỉ đạo cấp tỉnh thành lập. Thực hiện theo quy định tại thông tư số 40/2017/TT-BTC, quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị. Chi mua tin tối đa 50 triệu đồng trên tin, căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp. Phó trưởng Ban Thường trực, Ban chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đặc biệt, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương xem xét, quyết định việc quản lý sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mực. Chi khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất. Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng.